Hello, chào tất cả anh em đã đến kênh Nguyễn Vũ Audio. Kênh bên em chuyên mua bán mặt hàng âm thanh, bãi Nhật, Mỹ đủ hàng anh em. Và tiếp sau đây hôm nay em giới thiệu về anh em bốn cái men. Thì clip này là clip thứ hai, thì em sẽ tháo về bên trong và em đăng chi tiết cho anh em xem về bên trong những con men này ha. Ví dụ như dòng men này là hàng bãi của nội địa của thằng Trung Quốc về anh em. Nhưng mà tất cả đều hàng bãi xịn của nó nha. Nếu như nói chung là dòng này là linh kiện rất là chắc. Chất lượng luôn em. Nói chung anh em cứ yên tâm để mà xài dòng này, xài điện 22 rất là dễ xài. Em cũng chuyên đồ Mỹ Nhật mà, nhưng không phải tự nhiên em nhảy qua em làm bên này, tại vì do nhu cầu giờ khách hàng ta xài điện 22 rất là nhiều. Những anh em mà ta xài những dòng đi chơi làm kẹo kéo vàng này kia nên xài dòng điện 220, nó tiện hơn một tí. Thì nói chung là đồ bị miễn sao là hàng chính hãng là được, anh em nên chơi hàng chính hãng thì nó ngon nha. Này hàng bãi xịn anh em yên tâm. Và đầu tiên thì em cũng giới thiệu anh em ha, em được bốn cái men này nha. Thì bắt đầu đi vào giới thiệu với anh em từng kênh từng cái nha, từng cái anh em ha. Nói chung cái này em làm cái công việc ở tiệm em cũng còn rất là nhiều, không phải là không còn anh em, tại vì hàng quá cái này nó cũng hơi chậm về, nên thì có những cái nào thì em đăng bán cái đó, anh em nào có nhu cầu cần thì alo. Và đây thì cái men dòng là FB1000Q, thì anh em ở đây con này con bảy nha anh em, hàng mới nha, hàng mới khác, hàng bảy khác anh em. Thứ nhất là anh em để ý nè, này cái này là tụ lực nguồn nó này nha, xung quanh mấy này keo dán nó nha, nó dán bển về luôn anh em. Cái keo này mình không có đâu nha, nó cứ ngắt à. Và ở đây anh em nhìn phía dưới nó để nè, là cái chỗ cái nguồn nó để là 1000Q nè, forward ha. Thì anh em nhìn cái này, cái cuộn dây nguồn xung nữa nè, nguồn xung nó anh em, nguồn xung nó cũng nó rất là to anh em, to lắm nha, to cực kỳ to luôn. Nói chung này là hàng xịn nha anh em, hàng bãi xịn nha. Đó. Thì đây thì em sẽ quay bên đây anh em để ý ha. Thường thường cái dòng này nó xài đánh phét đó anh em. Mấy là mấy con này con phét lớn nè. Nó. Thì đây anh em, nó này nó bốn gì? Bốn ghế nha anh em, bốn ghế nha. Xíu em lấy cái dính tháo cho anh em coi luôn. Và để em quay về phía quay em quay nó em quay về phía sau cho nó anh em xem nha. Đây là phía sau đó nha anh em. Phía sau đó nha, phía sau đó nha. Cái dòng này hàng Thụy Điển vẫn có anh em, dòng này dòng là nó nhái theo nha, nhưng mà thật sự nó không hàng là cũng là chất lượng nha. Đây phía sau này anh em, nó có ghi nè, ở đây thì dòng điện nó tới 2500W nè. Cái con này thì nó trên 1000 mấy W luôn đó. Thì đây những cái thông số, những cái đồ mà gặt mấy cái nút này phía sau này mình không xài thì để nguyên bản nó. Ở đây cái đường đường line. Và ở đây thì đường ba lăng in vô. Đường tín hiệu vô anh em. Và đường này đường ga, galo ha, 44 đường galo. Nó xài đường mà bít công nè anh em. Và đây miếng nhôm với nhiệt đó nè. Nói chung cái con 1000Q này giờ cũng nó cũng đang hot anh em. Có số anh em giờ vẫn nhập hàng mới, nó có hàng mới luôn nha. Nhưng mà hàng mới linh kiện nó khác cái này một tí. Nhưng mà nó, cái con này thì nó rất là mạnh anh em, mạnh lắm nha. Nó chạy bốn cái quạt gió nè. Nên để thổi cho những cái mấy cái kênh này vô. Và để em sẽ tháo ra cái em sẽ tháo cái phía này ra cho anh em xem cái coi cái này nha. Em tháo này, anh em xem cái này luôn. Thì đây thì anh em xem này ha. Thì em sẽ tháo một dĩ anh cho anh em xem nha. Đây đó. Đây là một dế nè anh em, đó một dế nè ha. Thì anh em nhìn cái linh kiện thằng bãi nó khác à. Anh em nhìn cái thằng bãi nè, mấy cái tủ nè nó khác ha, mấy này nè, nó nói chung nó linh kiện nó dày đặc nha anh em, nói chung nó hàng chất lượng nha, hàng bãi xịn nha, không phải hàng bãi thường nha anh em. Nó rất đẹp, nói chung là hàng bãi này quá, nói chung mấy còn dòng nhìn linh kiện nó rất dày đặc anh em, nó rất là mạnh anh em, đánh bắt 40 lần mà rất là khỏe luôn á, nói chung rất là khỏe. Với cái dòng này, dòng trên đây nó đều có để chữ nè, FB1000Q nè, dòng này hàng bãi xịn nha anh em. Thì đã nói anh em rồi, con này thì đang hot thị trường, nó cũng có nhiều anh em bán dòng này lắm, mà nói chung chơi cũng nhiều anh em cũng khen về con này ha. Đó là nói về con FB1000Q anh em ha. Rồi quay qua tới con lát nha anh em, đây con lát nè ha, đây là con lát bên trong. Con lát này thì anh em đi nè, EG809 nha, 2 volume. Thì anh em thấy phía bên trong linh kiện nó cực kỳ đẹp không?
thân phô nó rất là to anh em, thân phô một gang tay em nè. Này thì tủ nó nè, 2 nè, 4 nè, 6 nè. 2 4 6 2 4 6 7 2 4 6 sao là nhiều biết ta. 2 4 6 8 10. Cái này chạy 44 con sò sò nha anh em. Còn hai con này là hai con này còn gọi là cái con bù áp. À, này nó chạy tới 44 sò anh em ha, 44 sò. À, nói chung hàng này hàng lên kiện xịn anh em, nhìn cái cầu chì nó biết sàn xịn này. Nói chung dòng này là 89 thì hàng bãi xịn nha. Thì nói chung con này lúc trước em bán rất là nhiều con này à. Nó cũng mới về lại á. Ở đây phía sau anh em ha, phía sau nó rồi nha. Phía sau nó rồi nha. Đây. Đây là phía sau nó anh em. Phía sau nó rồi nha. À, nó để nè anh em. À, 900W 8 ohm. Nhân 2. Kênh 900W. Cái đường này đường kim vô. Nó điện chiếc lắc nè. Nó anh em ha, điện 220V nè. À, cái này đường galo. Và cái này đường tín hiệu vô. Nó xài galo bằng bích công nha. Này hai cái quạt gió. Thì anh em nhìn cái kiện cực kỳ chất không. Đây là con 804 con lắc nha anh em. Con lắc nha. Và đây thì trên đây thì con 4 kênh. À, con này đông gen nè. À, volume để phía bên trong chuyện bên trong thì anh em nhìn chuyện bên trong anh em cũng thấy nó chất lượng ha, đó cực kỳ là dày đặc anh em. Trong đây là một cái miếng này là nó xài thân phô nằm trong đây nè, mình nó tháo ra anh em, thân phô tròn nằm trong đây nha. Và đây là nó xài trong đây nó xài 4 cái miếng nhôm với nhiệt, nó xài mấy con nguồn lớn lắm dưới đó, rất lớn anh em, rất lớn lắm nha. À, trong đây mình tháo ra trong nằm trong đây nè, thân phô nó rất, con này nặng trên 3 mấy ký anh em. Thì sò thì em đếm cho anh em đếm này ha, nó là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thì con này chạy 40 sò anh em, chạy 40 sò nha, sò than nha anh em, sò than nha, sò than. Và đây thì phía sau nó đây, em quay về phía sau cho anh em xem nha. Mấy con này thì quá gấu rồi, không nói được, anh em nhìn lên chuyển nó cực kỳ đặc, dày đặc luôn nha. Đây là phía sau anh em, phía sau đó nha, phía sau đó. Thì anh em thấy đây nè, nó đường kim lo nè, cái này kim lo B nè, kim lo A nè, là AB nè. Ở bên đây thì nó là C nè và MH nè. Đó ra đây ABCD anh em nằm đây ha. Còn đường này kim lo vô nghe, đường này kim tín hiệu vô nha, tín hiệu vô, tín hiệu 123 đó. Còn đường kim nguồn vô, con này thì nút gạt mát đó. Nói về cái con long gơ này nghe anh em, long gơ ha, con này thì nó khỏe anh em, chơi đôi 40 được nha, 40 được, và phải cần những đôi lo 40 độ nhảy cao một tí cho nó khỏe lên, chứ đâu mấy đồ lo không có đồ nhảy cao thì nó hơi nặng á. Đó là dòng con đông gơ anh em. Và đây con lắc hai kênh anh em, lắc hai kênh ha, MA 8/2. Thì anh em nhìn cực kỳ dày đặc nha, con này cũng linh kiện rất cực kỳ chất luôn, đẹp luôn. Thì đây là 2 4 5 2 4 5 là 10, 10 dưới 10 là 20, 20 bên này 20 là 40, con này chạy 40 con sò. Sò Toshiba anh em, Toshiba nha. Còn Toshiba tại vì giờ nó giấc tối nó hơi, nó giấc chiều nó hơi bị mờ hình tới tí. Đây con lắc. Thì anh em thấy thân phô nữa ha. Ở đây là tụ nguồn nó nha. Tụ nguồn nó, và đây nó có cái quạt nó giải nhiệt cho cái miếng mấy con nguồn dưới đây nó nóng. Nên cần nó có cái quạt nhỏ này, quạt đây. Đó thì anh em thấy không? Thì cái đường này là trong đây này anh em, nó có một cái bo mạch đó nha. Cái bo mạch nằm trong đây này nha. Còn bên đây là bo công sức, bo là bo mạch của con gây bơ nằm đây ha. Bo nó rất là lớn nha, từ đây nó dài tới đây nha, bo nó nha anh em, bo nó nha. Và phía sau nó, về phía sau nó luôn. Để em quay về phía sau cho anh em xem phía sau nó ha. Đây là phía sau nó anh em. Phía sau nó này ha. Đây là nó ghi anh em rồi, con lắc nè. Này thường thường đồ bãi Trung Quốc nó ghi nó cũng ít chi tiết lắm. Cái này thì nó đường tín hiệu vô. À, in nè, này đường ra chạm lo nè, hoặc ra đường bích công nè, đường in bích công anh em, đường chu tròn đó, đường có lo nè anh em.
Đó anh em thấy cái này nó rất là khủng anh em, bên trong bo rất dày đặc nha. Nói chung mấy con này nó gấu lắm em mới làm, chứ thưa em cũng chuyên chơi hàng Mỹ Nhật rồi đó, nhưng mà nó dòng này nó đang rất là gấu quá nên cũng chơi về để bán, có số anh em xài điện 220 rất dễ xài, chứ em cũng chuyên hàng Mỹ Nhật không à. Nhưng mà này là giá, nói chung cái giá nó cũng tốt anh em, rẻ, 40 con này nó có mấy triệu bạc, anh em nên chơi mấy này đi, xài bền. Cái dòng này xài bền lắm em, bằng bãi anh yên tâm đi. Đó anh em xem lại ha, nói chung cỡ này là đồ nó cái đồ này thì em cũng được tiễn về anh em, anh em có nhu cầu chơi thì liên hệ em mấy con men này nha. Nói chung em cũng bán dòng đủ thứ cho anh em chơi, có chứng khách hàng cần này dòng này dòng kia anh em. Đây đây là anh em xem lại ha, đây là bên trong của con lắc này nha. Đây, con lắc này là chạy 44 sò thang anh em, dòng chạy sò CVC nha, là 44 con. Còn này thì nó dòng chạy nguồn sung, thì dòng này thì nó rất là khỏe, anh em cũng coi bon kiện rồi ha, bon kiện nó rất là dày đặc ha. Để em nói sơ lại cho anh em. Và trên đây là con lắc nha, chạy 40 con sò Toshiba lớn, bên đây cũng tờ 40 con sò Toshiba lớn, dòng này 4 kênh, 4 kênh, còn cái này thì 2 kênh, cái này thì 4 kênh. Nói chung hàng bãi Trung Quốc nó mới có 2 kênh, 3 kênh, 4 kênh, 5 kênh, 6 kênh luôn, nó 1 kênh luôn. Nói chung hàng Trung Quốc nó nhiều là nhiều loại, nó làm ra nhiều loại kênh lắm. Anh em là có chơi thì cũng phải tìm hiểu thêm. Thì hôm nay em chỉ có giới thiệu nhiều anh em mà có nhu cầu cần thì liên hệ mấy con men đẩy này nha. Thì em làm clip này chi tiết để cho những anh em mà xem bên trong coi nó gì đó. Và em cũng kết thúc video anh em, hẹn những anh em những video tiếp theo nha. Và xin chào. Và anh em nào mới thì đăng ký kênh để ủng hộ bên em để xem và mua hàng anh em ha. Và em xin chào nha.